Okay, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và MrHanger đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld, cũng là những thành viên của Nút Team. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ dắt Nút Team vào Backworld, gọi là Backworld trốn tiền các bạn. Để gọi là Backworld trốn tiền như thế nào ấy, thì ngày hôm nay tụi mình sẽ có thể biến thành những cái khối block màu trong đây các bạn nữa. Và tụi mình phải gọi là vừa trốn mà vừa tìm anh em, mà kiểu đánh lén anh em, mà trốn thành block xong rồi đứng đánh lén người khác bạn. Đấy thì ok, thì trước xem đây của mình thì anh em đừng quên cho một like, đăng ký và đừng qua lẫn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên Nút Team họ Team nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta chọn màu, chuẩn bị sẵn sàng trốn tìm thôi anh em ơi. Ok, mấy thanh niên làm gì đây? Ê, cách kiếm vô, kiếm của người ta là cách màu lỏ nha. Cách đi, cách vô ơi. Tàu lao cầm trên tay kiếm mất. Kiếm mất thật rồi. Mất thật à? Ủa, về nu cho tim trắng nha. Ủa, anh đi là màu đỏ đây. Anh đi là màu đỏ đây ta. À Vang à, ok. Thế thì hôm nay màu vàng à. Ok, vô đây, vô đây. Ủa, kiếm màu vàng vậy. Màu vàng rồi. Niên kiếm đâu vậy? Không. Ok bạn ơi, mình team riêng bạn ơi. Ok, gọi mấy thanh niên đi trước mình luôn á bạn ơi. Rồi rồi, đi. Ồ, cái gì đây? Ồ, ngày hôm nay mình vẫn phải đi mai à. Ui giời, ui. Ui đi. Cái khu này hơi bị nhiều màu nha anh em. Ui giời, xíu nữa là trốn là hơi bị vui nha. Ok, đi mai luôn các bạn ơi. Xem nào. Ui giời, mấy thanh niên này mai dữ dằn ta nha này. Em đi kia chọn miếng anh block à. Đâu? Mất CP thẳng luôn. Đâu tàu ra? Lao thanh niên này chọn nhầm bên rồi ba. Thề luôn, thanh niên chưa có chọn, thanh niên báo chọn rồi các bạn, thề. Ok ok, giờ mình phải gọi là đi mai. Ủa chết dở rồi, nãy mình chưa có xem là hôm nay đi mai đến làm gì, thề tiếng qua đào thẳng tắp luôn ba. Trời ơi, cứ đào rồi. À, ngày hôm nay là mình có thể đổi rồi là dụng cụ bật lùi các bạn. Ngày hôm nay là sao tâm mình đánh lén anh em à, nên là dùng cụ bật lùi nó khá là hợp lý anh em. Nice. Ok, nửa stack sắt, nửa stack vàng anh em ơi, anh em cứ đào tôi mới đi anh em. Các bạn nhìn cái block mình đi mai anh em à. Xíu nữa qua bên mid các bạn rồi bắt đầu chơi chống tiền nó mới vui anh em, còn đi mai nó bình thường thôi, gì đâu, thề. Ok. Đào. Ui giời. Đánh này thì đánh nhiều nè. À, mấy thanh niên này ăn cướp cây kiếm bên kia nhá, thề luôn đấy nha. Vứt kiếm kim cương nhá, thề. Mấy thanh niên này là không có được các bạn. Không có hiểu luôn, thề hôm nay là phải đổi mấy vũ khí trong đây chứ tiện chưa á, lụm cái bên mid rồi. Tự nhiên nó bay vào dương nghe biết gì đâu. Chắc là tự nhiên các bạn, mọi thứ xảy ra đều là tự nhiên đúng không? Có thuốc về nhà này. Đúng rồi. Tính ra mình cũng có nút mà cái đó đổi chi cho tốn tiền. Ủa đó hình như miễn phí. Đó miễn phí đúng rồi, miễn phí đúng rồi, mình nhớ là miễn phí em ơi. Rồi, về mình đổi gọi là đổi cái cúp khác coi. Cái cúp khác là một stack này mà nhầm. nhầm bê. Rồi không có liên thi nữa bạn. Giờ mình gọi là mình cố gắng mình đào lẹ để được cái cúp thứ hai, xong mình bắt đầu mình qua bên mid anh em. Mình đi đào em mình cúp level 4 rồi. Có luôn hả? Nay nhớ có 3 cây mà ta chết dở rồi, thanh niên này hát đúng không? Hát là sạc tố cáo anh em, tố cáo à chủ map gì cho anh em. Chắc là đi ăn cua hoàng đế anh chủ map rồi. Ok, đào. Ui, tính ra cây cúp level 1 nó đào chậm quá anh em ạ, không hiểu kêu gì luôn. Mốt lại trong tài cho nó lẹ xíu nữa. Ôi, đủ rồi, đi về thôi. Rồi, chúc các block khác ở lại vui vẻ nha, em đi trước này. Block xanh lắc cây đi về. Ai cúp level 2 luôn các bạn ơi. Ui, cúp level 3 là cần một stack kim cương, một stack emerald lắm các bạn. Để bây giờ mình sẽ đi đổi vũ khí nha, để có gì xíu còn solo với mấy thanh niên mà. Ui giời, cúp này đào lẹ này. Trời ngon liền, ngon. Chết dở rồi. Mình phải về mình coi cái vũ khí nó cần cái gì anh em ạ. Cái này gãy bật lùi à. Bàn tay xanh các bạn vả vô mồm đối thủ anh em. Ok, cái này vui nha. Đào lẹ nào. Cúp tiếp theo cần gì nhỉ? Không nói đâu bé ơi, bé cần rock, cần bé rock. Đúng rồi, đào bé rock đi Vang à. Nghe nói cúp level 4 đào được bé rock Vang, cứ đào đi. Ui cần emerald. Nãy giờ mình cứ đi đào vàng. Thì bây giờ phải đổi vũ khí đúng không? Thề luôn. Ok, thanh niên này lười các bạn. Mấy thanh niên này chắc lười đi ấn nút uống thuốc về cho nó lẹ anh em. Ok. Tính năng map của ai thì em có nói gì đâu, em chỉ bảo là nó là một cái cách nhanh nhẹ thôi các bạn. Ở nhà được bắt block free về xong phăng. Đúng rồi, hôm nay được bắt block free. Cái gì qua phá giường luôn mà, cái gì lẹ vậy trời ơi. Ê, chết dở bạn. Thế mình phải về lọc giường lẹ đó bạn. Lỡ mấy thanh niên kia qua tới công chuyện với tôi luôn. Ok. Ui, chết dở rồi. Bọc lại cái giường bạn ơi. Màu vàng là thanh niên nào đây? Không biết. Màu vàng chắc Dino. Ui ôi, ngày hôm nay có cung đấy các bạn. Ui ôi, chết dở rồi. Hôm nay có cung đấy anh em à, anh em cẩn thận. Những bước đi nha anh em, thề luôn. Cung bắn ngã đấy. Cung hôm nay là bay hơi chậm. À thế à, ok, chưa chắc nha bé. Rồi. Mình sẽ mua táo vàng anh em. Đấy, cắn táo vàng vô. Giờ bây giờ mình chưa có tiền mua vũ khí anh em ạ. Hay cái gì đây?
tốc độ. Ồ, có nhẫn tốc độ đấy mà. Ok, ngon ngon. Có nhẫn sức mạnh rồi. À thế à, gì ghê vậy, chưa hết là có nhẫn sức mạnh anh em này. Hắc à, tào lao. Ồ, mình đào nhầm một sở tách. À đúng rồi, đúng rồi, nãy giờ thanh niên đứng này đào bạn ơi, cũng nhanh đấy. Mà sao chưa gì ra đánh kia nào. À đúng rồi, ok. Giờ mình chắc là mình đào một tí bạn để mình đổi luôn nhẫn tốc độ, xong rồi mình mới qua mid rồi là mình đào Emigo anh em nói, nó đi đi cho nó lẹ anh em. Chứ đi bình thường nó chậm lắm. Ok. Rồi đi về các bạn. Đi 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 đi. Ok. Đổi thay đổi bật lùi ta. Có ai mua bật lùi không nhỉ? Feedback lại cho em xem nó có mạng không ta. À không mạng. À xỉa nè. Rất rõ rồi. Có bật lùi tí nào đâu. Mới level 1. À không bật lùi tí nào nhưng mà mình vẫn nên mua anh em. Ok, vẫn thử mua đi. Ai biết được. Khang ơi, Khang chưa nghe câu nghe banh sống mà chống banh. Hình như thấy gì đó sai sai. Có gì đó sai sai đây. Con dài này. Tính làm gì đây hả? Tính làm gì đây? Ôi bật lùi đấy. Khó quá đấy, khó quá. Ui ôi, cái này khó nha, cái này khó nhưng biết nha. Hồi nãy mình thấy có gì đó nó bay bay lên là mình biết rồi. Con dời màu hồng này. Ui màu hồng là ái nhờ. Ui màu hồng là kiên hay là Zeno nhờ? Zeno đấy. À Zeno à, ôi. Ủa mẹ em mà gọi nằm đâu vậy? Chết rõ rồi. Ồ, à đây, mình nghĩ là có cái đường này lên. thấy có gì đó sai sai mà sao trước nhà mình có block màu hồng mà thấy nó sai sai anh em ơi. Tiện thấy có hiệu ứng nó bye bye rồi nữa chứ. Trời ơi. Ẩn thân hoặc là rất là chi thuật anh em ạ. À. Ok. Vẫn có hiệu ứng bye bye à thế này. Đúng rồi. Thì bảo thì ai biết được thì đừng có ăn táo vàng hay gì đấy là được, thề luôn. Này bây giờ mình sẽ đọc. Ủa. Sao mình nghe tiếng thanh niên đào nhanh vậy? Ôi, tiếng nào đào rất là nhanh các bạn, thề luôn á. Máy này là máy đào siêu tốc hay gì ấy. Chắn không phải banh rồi. À thế à, ok. Ui, tính ra cái cúp tiếp theo là cần bao nhiêu để đổi banh à? Mr. Tech, Emerald và Kim Cương. Oh, thank you banh nhất nha, ok. Nhưng mà là block đấy nha. À ok, chứ em có bảo là cái gì đâu. Ai đây? Ok, được rồi, nửa stack rồi anh em ơi. Ok, cố lên. À, ui, ngày hôm nay hình như là em thấy là không có đổi giáp anh em à. Ngày hôm nay chỉ có đổi vũ khí để bì với nhau thôi chứ không có đổi rồi. Tay nhỏ, vả và mồm. Ok, block cầm làm sao mặc được giáp. À, đúng rồi, block sao mặc được giáp luôn các bạn. Nếu mà mặc giáp là nó sẽ bị hiện lên các bạn. Đâm ra là chủ map là không có cho mặc giáp anh em mà. Chủ map là thông minh thật sự anh em à. Đúng là cho 100 điểm anh em à, 10.000 like luôn. Làm block người nhẹ. Block người nhẹ. Là sao? Đu-tơ. Gì? Đu-tơ hả? Đu-tơ luôn hả? Có tơ đi đu luôn hả ba? Ok, đi về các bạn. Lóc đầu lao nào. Rồi, về đổi cái cúp level 3 đây mày. Ai, cúp level 3 đi. Giờ mình sẽ đi đổi cái gọi là bàn tay xanh các bạn. Bàn tay xanh là cần một stack emerald, một stack kim cương à. Ui xồi, thế thì mình đi đổi cái nhẫn trước anh em ơi. Mình nghĩ là mình nên cần đổi mấy cái nhẫn trước cho nó xịn đây nè. Ai sai. Ui trời ơi, đấy các bạn thấy gì chưa? Ui ơi, cúp level 3 nó phải như thế chứ. Trời ơi. À quá nhanh. Nhức nát. Quá là nhanh luôn anh em ơi, quá là nhức nát. Ok. Thấy trời ơi. Quá gọi là VIP bạn. Đây. Ok. Ui trời. Thế này thì ở ngoài mid có dương gì kìa. Có gương hả? Ủa, có luôn hả? Dương ấy. Dương chứ không phải dưa. Ý em nói là rương đúng không? Cái rương đúng không? Cái chết đúng không? Ok. Rương ấy. Cái rương anh em ạ. Ok. Cái xương à? Cái xương. Ok. Rồi nó lan qua tới cái xương luôn anh em ạ. Ok, cái rương rồi cái gì đấy. Cái xương à. Ok. Rồi, đổi vũ khí ở đâu? Cái này em đổi nhẫn cái đó bạn. Ờ, nhẫn sức mạnh. Ồ, đeo thử bạn. Ồ, có tốc độ hiện này anh em ạ. Ồ, đeo sức mạnh vô. Ôi xoài ơi, nhớt nát luôn. Ok, chạy nhanh hơn được xíu các bạn. Thanh niên nào ra mít nhờ, đánh nhau tí đây nhờ. Mình sẽ mua cung bạn, mình sẽ mua cung để gọi là dự trường hợp thanh niên nào. Đây, đánh nhau mình nhé. Dán đi. Ờ, dán đâu, tại người ta chưa có biết thôi. Này, đi lại, giờ đi luôn này, đừng có đùa. Đi luôn, sợ gì. Té này, mình là không có ngại ngần, rất bận. Màu gì nhỉ? Té là sao nhỉ? Từ nhá màu xanh lá đúng không? Từ nhá màu hồng các bạn, nghi lắm nha. Cái này là mình phải nhìn thật là kỹ các bạn, tại vì có những cái block nó sẽ đứng nó núp anh em à. Đấy, xong mình chạy ngang nó bắt đầu đánh lén anh em. Là hơi rén. Vanh màu gì nhỉ? Vanh nghe nói Vanh thách thức em. Với màu đỏ á. Anh màu đỏ, ok. Màu đỏ là chứng tỏ là màu của Vanh anh em à. Ok. Gì đây? Mình rời cái đứng kia ném bơ không bạn. À ghê đấy. Đâu rồi nhỉ?
Nhìn té rồi sao ấy. Ây da, té rồi bạn ạ. Đau quá bạn ơi. Ây da, đau quá bạn. Cái này, cái này còn chả biết đâu ấy. Uầy. Sao đi đến mày đi nhờ. Nhìn thấy nó lấp ló, chỗ đó có một cái block màu xanh của mình chưa kịp set up ra các bạn là thanh niên văn chạy và hết hồn luôn em ơi. Một okay. Màu xanh giữa màu đỏ. Ờ gì đâu thề thì giờ tao rút kinh nghiệm. Màu xanh ở dưới này nhỉ. Đúng rồi. Mọi người review cái gậy phép này nào. Gậy phép á? Sẽ lắm kiên. Nên đổi. Thật sự, thôi, rất là nên đổi. Đâu Van xuống giữa mid BBM đây nào. Van qua đây, come on. Qua đây, giữa mid này. Đâu? Xuống giữa mid đây. Ai à, thanh niên đây. Đâu, quýnh tục mà. Cây đó giờ quýnh tục nó mới căng đó chứ. Ok, thôi, tập này mình đi đổi cái bàn tay VIP cho ra bạn. Ui dồi. À đâu, mình nó đổi cái TNT các bạn. Đúng rồi, cái gọi là cái bơ mặt à, đi quăng nó xịn. Bơ mình thấy quăng nó vui nè, nó vui hơn là cầm kiếm quýnh anh em ạ. Ok, bắt đốc lên. Giờ đổ bơm, giờ đổ bơm. Nè, boy. Ok, đổ bơm này. Xem gậy phép và súng móc à. Là một sẽ tắt bơm luôn, quăng cho nó vui anh em ơi. Echo à, đi ra mid bày hết khối đỏ ra để xuống rồi. Dạ. Ừ, đúng rồi. Cái này rồi. Là mình phải đi set up cái block bạn, chứ không là mình đứng có kiểu một màu, mình đứng trong một đám màu đỏ thì chắc chắn anh đi phát hiện liền. À, con giờ là quăng bơm kìa. Úi, chết dở, bơm mình nó ngắn quá. Ui, nó quăng không tới anh em ạ. Từ từ nha, đi lùi lên cao anh em ơi. Ui à, ai à. Ui à, ai à. Ôi màu trắng à. Ôi ôi một màu trắng giữa rừng và vàng các bạn. Ôi trời quăng không tế. Ui ôi. Nhờn. Quá hay quá. Cày thế nhờ, khinh thường nó thủ. Ôi tính ra cái bơm này mạnh lắm nha anh em, đừng có đùa. Ê cũng khó nha. Ôi trâu phết nhờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con dời này, con dời này. Ôi sao tàng hình kiểu gì nhờ. Tàng hình kiểu gì. Ôi ôi. Kìa màu vàng kìa, màu vàng kìa. Rồi màu hồng này. Rồi màu hồng. Kiên này. Ui. Ui không đau lắm đâu. Ui rồi. Niki sắp đi rồi. Mạnh lắm rồi. Mạnh lắm à. Mạnh lắm à. Mạnh lắm à, đài luôn. Tự bạn núp. Cái đi. Tấn công đi anh em. Ây da. Ây da, Tony vẫn biết được căng ấy à. Này. Này, cầm cúp đánh luôn bạn, cầm cúp đánh luôn. Đứng lại. Đứng lại. Và lóc màu hồng được qua đây. À của Geno. Đây. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi rình mò anh em ạ, đi rình mò. Dình. Đi rình các bạn. Dình. Ui ôi. Tony nhắn à. Ảo thật đấy. Anh nhìn thấy từ qua đời. Tony chạy qua lẹ quá bạn, coi thế nhờ. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Sao mình nghe mùi có tiếng chân trên đầu tôi ta. Nguy hiểm quá. Nga để mình đi lên thử coi. Hello. Ủa. Từ nha, nghi có con dài nào núp đây lắm hả. À đây rồi. Cái tiếng gì vậy. À màu vàng, màu vàng. Úi dồi. Đào đấy kia à. Đào đấy. Núp à. Thôi. Rồi xong ngẫm luôn. Cày thế nhờ. Một vả quyết tiên. Ok, ngủ rồi bạn ơi. À, ôi, em này mạnh cùng. Ôi, thề luôn, mình đang vũ thanh niên và thanh niên dùng súng móc chảy mất tiêu rồi. Hay quá. Cười này. Vẫn là ngay đấy thế à? Đúng rồi, gan bên đây. Ok, thôi. Bây giờ mình qua bên đây để mình đào, để mình đổi vũ khí các bạn ơi. Vũ khí nó cần emego các bạn. Mình chúng được. Ok, đào chúng được. Đào lẹ qua chiến tiếp anh em ạ. Ôi, sai. Ok, cái cù. Càng nhanh càng tốt anh em ơi. Lên, come on. Ban vả. Bây giờ mình cần mua cái súng móc với lại cái bàn tay đáng tán vỡ mồm anh em. Ok, vả vỡ mồm. Ok. Thì coi mình. Đi đâu người ta không có cái bàn tay. Nhỉ? Màu đỏ rồi. đi ngủ rồi. Thề. Tim đỏ. Đấy. Ok. Ui trời. Rồi đi về. Để coi mình được bao nhiêu stack nha. 1, 2. Ui, 3 stack các bạn. Ok. Ui rồi thế này thì dư tiền sử dụng rồi bạn ơi. Ôi rồi đây rồi, bàn tay đây rồi. Một bà quý tiện, ôi. Ai bàn tay viết bạn, vã vào mồm mà. Vã vào mồm mà. Hả?
À đâu, mình mua Ender Beer đi. Đây. Không, ý là vả vào mồm mấy thanh niên nha các bạn, chứ mà là vả vào mồm các bạn nha, là chết dở rồi. Không 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 nha, mình rất là yêu thương các bạn, mà các bạn không có vả vào mồm các bạn nha. Tào lao không à. Rồi, trong kia nhiều lóc thế nha. Ai à, giờ mình quăng là mình ăn hai mạng luôn nè. Ê, ui ôi, con trời kia có súng móc kìa. À, bờ lóc mà có súng móc à, ghê đấy. Vành, vả vỡ mồm, vả vỡ mồm. Ui ôi, rồi, ngất. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, bay căng đi. Ui ôi, bay căng đi. Ê, ghê nha. Vả vỡ mồm, vả này. Vả vỡ mồm, vả vỡ mồm. Ghê, ghê, ghê. Ui, cái gì đây? Nhẫn trái tim, ok. Mang nhẫn này vô là mình sẽ có rất là nhiều trái tim các bạn ơi. Ok, ngon ngon. Hàng chi mấy thanh niên nãy là châu các bạn, mấy thanh niên lại có nhẫn trái tim. Đâu rồi? Ủa, ừ, chẳng mới thấy đứng đây mà. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lên được kìa. Thôi, về mua smoke. À, mua smoke à? Mua smoke nữa. Này, 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 đây chưa? Ủa, từ từ nha, để mình dùng cây gậy phép coi. Ủa, không thấy con trời đâu nhờ. Từ từ nha, để mình đứng đây. Mình sẽ đứng yên các bạn, mình sẽ đứng yên đây. Ok, mình phải có một ô để tay không bạn. Núp, 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 núp. Để coi có thanh niên nào đi ngang là đấm liền mà. Vẫn thấy à này. Sao? Cái à? Ê! Gì đây? Gì đây? Gì đây? À! 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 Thanh niên đang cho bay lên à? Cày đấy à? Dình nãy giờ, dình nãy giờ. Giờ chưa kịp làm gì đã đai các bạn. Cày dình nãy giờ rồi chỉ chờ đánh nhau thôi. Mình phải đứng đây mình rình vàng. Ôi, đặt lóc đang được. Ok ok. Đừng cái này. Ôi, cái dài này. Mình đang thấy đâu để mình rình mà. À, nhanh đấy, nhanh đấy. Đây đấy à. Ui, à bay. À, màu đỏ. Ui ôi, cày đấy à. Ôi không, lâu lâu cứ kìa. Bay lên là sao nhỉ? Đấy, dùng cái gãy phép đấy, cho bay lên còn gì nữa. Không bắn cung chúng được. Không này, vàng này, vàng này. Bang này, ủa bay nhanh đấy, bay nhanh đấy. Ôi, cơm bát rồi, cơm bát rồi, cơm bát rồi. Cơm bát chung cho vui. À. Máu rồi, đi núp đi, núp đi, núp đi, núp đi. Ok, ok. Núp rồi bạn. Núp ăn táo vàng, núp ăn táo vàng. Ok. Ôi ôi. Trận chiến hẳn, trận chiến hẳn mày ơi. Ủa đâu mấy thiên đâu chờ ta? Kỹ năng đu ở dưới ấy rồi. Ôi, có khi nào có con dài nào đang núp gần mình đây không ta? Mà mình không biết các bạn. Yeah. À, đây đây có cục màu trắng nhảy cà tưng như này này. Đố nút tìm được đây. Em ơi, đố nút tìm được em trong đống này đấy. Thề, nếu có giữ cái này, nút tìm được là cho nút top 2 luôn. Ui ôi. Ơ. Ủa. Kìa. Cái trời đây. Sao tìm được hay nhờ. Ê, có mỗi một cục đứng luôn luôn. Ờ. Ủa thế à? Mày đặt tìm được cả thề. Ờ nhờ, chết dở rồi, có đúng một cục bạn ơi. Trời, có đúng một cục rồi, đi núp. Ui, cái bàn tay này nó có kỹ năng các bạn. Không đùa được nha. Nè. Ok ok ok. Bàn tay có kỹ năng à? Tôi mới biết luôn. Đúng rồi, bàn tay có kỹ năng này. Sai. Nhức nát các bạn. Bắt lóc rất là nhức nát nha. Ô. Kỹ năng sử dụng kiểu gì đấy? Ờ, chủ phải. Quy đúng không? Chủ phải thôi, làm gì? Ừ, quy đi đúng rồi, quy. Nên quy. Nên quy đi. Này. Quy tiền luôn. Quy tiền luôn chứ quy tầm này. Không trắng. Màu trắng. À màu rồi. Thanh đi núp qua đặt một đống màu đống màu trắng thằng đứng đó các bạn. Hay nhờ. Ấy này hay này, này hay này. Màu trắng này. Hay đấy. Đây, đi xuống dưới đi, đi xuống dưới đi. Ok. Rồi. Rồi màu đỏ đâu rồi? Thôi, em không? Chơi đây. Phải các bạn. Rồi ta. Này đánh xuống rồi mất tiêu rồi. À con trời này. Làm gì đây? Ui ôi. No. Không. Mình có. Ui ôi. Xem ngất luôn mà thấy không? Trời ơi, hôm nay hơi bị xịn. Bay lên cao lắm anh. Rồi. Mình có chịu đâu. No. Cứu mi. Cứu mi. À. Oh my god. Ok. Wow, sống an toàn các bạn ơi. Thề luôn, đu cái này nguy hiểm quá anh em ơi. Ok. Thôi, ngụm luôn đi các bạn. Ngụm cho về nhà đi cho nó lẹ các bạn ơi. Thề luôn. Ok. Anh ơi, người ta mất bao nhiêu công người ta leo lên. Đây, giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng chiến thuật gọi là đi núp bạn. Ta biết, ta mua hết đống nhẫn, ta
chèn một người thì bảo không mạnh. À, bảo sao? Đúng rồi, nhiều nhiều nhẫn là ok hết à. Ồ, hai cọc máu. Cày đấy à. Định làm gì đây hả? Định làm gì đây? Cày. À đây, ok. Sống an yên các bạn ơi, sống an yên rồi. Ôi, ai đập giường của anh rồi bạn ơi? Đâu? Kìa. Ai? Kìa. Bất thường ơi. Đâu? Về nhà lẹ lên. Come on. Anh bị lừa rồi. Đâu? Ai da, ai da, ai da. Sao đi video vậy? Sao đi video vậy? Okay. Nhìn giống ấy, giống ấy. giống không? Trời ơi, người ta bét núp mà. Giống. Ôi, đất dở rồi, chưa kịp setup. Giống này thì giống. Rồi, ngất. Rồi, ngất luôn, hay quá. Núp. Xong. Đài rồi bạn ơi. Giống này. Lên được anh ơi. Đài này. Ờ, em đài rồi mà. Đài rồi mà. Đài rồi này. Khó nha, khó nha, hôm nay cũng khó núp phết ra em ạ. À, thế là không dùng được thanh niên văn thì mình núp nhà thanh niên khác à, hay sao? Nhà màu hồng đây. Ờ, niên Gino ấy. Đó là thanh niên Gino. Ủa, nhà này không có ai các bạn? Không đâu đâu. Ok. Không đâu à? Ui ôi. Rồi, thề luôn á, cái sao ta, cái súng móc này nó khó dùng quá các bạn. Đây này. Ui. Đây này. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi lại đặt lên. Đặt đắp. Đặt đắp được không? Lên được rồi. Ui, cái này cũng khó đứng nha. Ok. Ok. Như này cũng ok các bạn. Ta bỏ vào đây. Để xem nào, có con mồi nào đi ra giữa mít không? Vâng. Bây giờ mình đứng này á, mình đứng này là mấy thằng đều biết. Mình đứng này mấy thằng đều biết ấy. Thanh niên đâu rồi ta? Ui ôi. Ta gặp con màu hồng đây luôn đây. Bánh chiến căng hẳn. Màu hồng. Màu hồng. Căng tim luôn nè, căng tim luôn nè. Căng tim luôn nè, căng tim luôn nè. Này, màu đỏ này. Màu. Màu trắng vô ăn kia này. Ui ôi. Màu trắng chơi ké kìa. Cay đấy à. Thờ luôn màu trắng. Người đánh nhau. Thờ luôn, nãy giờ mình mồi thanh niên nút thì anh nút ra. Bạn đang quánh thanh niên chui ra đây mà. Thề, không phải vô kêu gì các bạn. Ui ôi. Quăng bường. Quăng bường. Quăng hết. Quăng. Ui ôi, đi rồi kìa. Con rơi này, đỉnh núp à. Đỉnh chui này, ăn táo đỉnh núp à. No. Ôi, bơm từ đâu mà bay dữ vậy ta. À thế à. Ui, ui. Người ta gọi là cố thủ trên lô cốt. Cố thủ trên lô cốt à. Ui, chẳng ta sao Niu lên được hay vậy? Ê à, còn lâu mới lên được. Sao Niu lên đó hay vậy nhỉ? Hết rồi, kiên tính hết rồi. Ủa, màu trắng à, màu trắng thì núp. Ui rồi. Khó nha. Khó nha. Bật lùi à. Bật lùi ạ, bật lùi ạ, bật lùi ạ. Ôi ơi, từ nãy mà đầu rơi xuống rồi. Hay quá. Ôi à. No. Ui, 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 ui. À, thanh niên đang cố bên kia. Ok. Ê, gây giờ, hacker. Hacker đây, ui ôi. Hacker block này, hacker block này. Ok, mình sẽ lên đây, mình đứng cái mình cố thủ cái này luôn các bạn. Em màu trắng nó ném qua đây kìa. Ui ôi. Rồi luôn, hay quá, thề luôn, mình đang block cái mình ném vô cái block của mình cái nổ luôn bạn. Thôi tầm này là không được rồi. Tầm này là mình phải đi gọi là phá giường rồi em ơi. Nãy giờ là núp là chưa ăn được con dời nào nha. Ủa, con dời màu đỏ đâu ta? Hay im im là hay nguy hiểm. Rồi. Lại đi đào à. đi đào. Kiếm bom hiểu không? À lại đi kiếm bom thề, bom yếu xìu. Ừ, yếu xìu cứ đáp ba trái vào mặt là đi hết. À thế à? Ok. Đây. Ôi ôi, đập giường văn đây em ơi. Đây, đập giường văn, đập. Ờ, thanh niên này chơi đập giường lén này. đập giường các bạn ơi. Ok. Văn bọc hơi. Ôi, thanh niên bọc gỗ à. Đây rồi, vô tới trong rồi. Văn không về là văn đi này. Văn ra rồi, thanh niên bay. Ôi, chui vô trong rồi, mình chui vô trong rồi. Thanh niên làm sao biết được? Thanh niên làm sao biết được mình? Ok, chui vô trong các bạn ơi, chui vô trong rồi. Em chui đường nào vậy? Đi không hỏi ôi. Mẹ biết chui đường nào. À. Ui ôi. Đừng có đánh. Ok. Sao mà lên đây được. À, thanh niên đứng ở đây. Này, vạch này, vạch này, đứa anh này. Thanh niên đập hiển các bạn. Ảo thật đấy. Ê, này, đứa anh. Đâu rồi? Con dài đánh nhau ở đâu rồi? Ừ, con dài nó chui vô đằng ké vậy. Con dài nó chui vô đằng ké kìa. Ok, bọc lại. Dino này. Ok.
Ui, cái thanh niên bọc khói thôi, đâu không tay gì hết. Oh my god, oh my god. Nhưng mà mình đâu có bị bay lên, thanh niên làm sao biết được mình là block nè, không? Được. Được. Cách này. Được không anh? Ồ, thấy giường rồi nhá, bye bye. Ui. Nào thế nó thôi tha cho Vinh. Để Vinh trả thù thanh niên. Đâu rồi, đâu rồi. Con trời này, đi đây, đi ăn ké này. Trả thù không anh? Không có chết được đâu. Đâu rồi, con trời Vinh đâu rồi. Nãy giờ Vinh đi núp, Vinh ném lén là được rồi Vinh à. Ui ôi. À, dùng móc câu kìa, dùng móc câu chạy kìa. Dĩ. Cờ li thanh niên Vinh luôn. Đứng lại Vinh. Ui ôi, té kìa. Ui ôi. Ui, bao nhiêu siêu nhân luôn. Ôi sao bị đứng ở đây luôn. Con trời này đứng ở đây à, đứng này núp à. Chưa đi à. Yes, rồi. Ủa sao đi đâu rồi? Ôi, mấy con trời bây giờ im lặng ra. Im lặng là đi núp này. Ta đứng ở trên này chờ mãi mà mới ai. À đấy. Trời ơi. Đi núp đi ném ra tùm lum này coi có dính ao kìa. Ok. Vành hết mạng đừng có khịa nha. Màu hồng nghe nói là Zeno nha. Ôi, thanh niên núp qua đập giường Zeno kìa. Rồi, xong luôn. Máy mai giường Zeno luôn. À, biết rồi. Cái bàn tay nó có cái gì biết rồi. À, giờ biết à. Ôi trời, thế chúc mừng Vành. Vành thua rồi. Còn cái điện luôn nha. Ôi trời, hết tiền mua rồi bạn. Ok, đây, tầm này đập giường tiếp này. Block đỏ không? Ông bé ơi. Ui, đi là cẩn thận bạn ơi. Tầm này dùng NB nha, không có cái súng móc bạn. Nên là té một cái là ngất luôn nha. Hay à. Ui ơi, con trời kia bay kìa. Bắn rơi đi Zeno. Woo. Ui, cung ngày hôm nay là cái lực nó hơi yếu đây mà. Cũng đều lắm. Ui. Ở cái nút màu hồng đâu rồi. Okay. Hai chơi đều vậy. Rồi, anh đi đi đào. Anh đi đi đào. Anh đi đi đào không tìm được nút bạn. Đấy, chở rồi. Ồ, thế là Zeno mất vừa rồi đấy. Tạm biệt. Ây à, thanh niên có mặt lùi. Này no. Thầy luôn không có cái súng móc các bạn khó chơi thiệt chứ. Này đấy, ok. Không, mình sẽ không đập giường thanh niên Zeno nữa. Mình sẽ chuyển qua nhà người khác anh em ơi. Ủa màu vàng quá vậy ta. Ui, màu vàng thấy bảo vệ chắc ăn nè. Trời ơi, đắt trắng luôn này. Thôi, mất vừa rồi. Ok, chắc chắn rồi nào mất rồi. Ok, chắc rồi đấy. Thì cũng bọc mấy block len rồi chắc rồi. Còn gì nữa. Ôi. Sao mình chui ở đây hay vậy trời. Ok. Đi núi rồi. Chả đi của ai. Đi núi thì đâu mà. Đi núi, đi núi núi rồi, đi chỗ tìm rồi. Ủa. Không ai hết trơn thiệt vậy. Không ai thiệt luôn em ạ. Ủa mấy thiên này rén rồi. Ồ sao phải là... ăn banh như... Mặc là mấy thiên niên đi núp các bạn ạ. Tại vì đây là nhìn như block nha. Ui ui. À. Bật lùi em ạ, bật lùi em ạ, bật lùi. No, cay thế á. Thề luôn, phải dùng giọt lùi các bạn. Phải dùng bật lùi thôi. Tầm này thanh niên kia dùng bật lùi, mình phải dùng bật lùi lại anh em ạ. Đúng. Bành cào đấy nhờ, bành cào đấy nhờ. Ok. Đi đi. Ôi, thanh niên mắc rồi à. Ôi. Chơi banh nè. Đúng rồi, thanh niên tiêu diệt thanh niên banh kìa. Thanh niên gọi là xây rồng xây rắn gì trển kìa. Kiến đi rồi. Này làm sao bắn dính vậy. Ồ, thế là kiến đi luôn rồi đấy. Tạm biệt nha. Mình biết con giờ núp đâu rồi. Hàng chi nãy giờ không tìm thấy anh đi núp rồi. Sao thể thấy được ta. Ok. Đâu quá. Có bàn tay lợi như này mà. Đúng mà rồi, bàn tay lợi thế này. Ok, thế là quăng thục các bạn. Không hiểu cái gì. Ok, bắt lóc qua đây các bạn ơi. Ok, đấy, cái này bắt lóc rất là lẹ các bạn ơi. Đấy, xoài. đây rồi. Nãy giờ thanh niên núp ở nhà không thấy. Ui ôi. À, ấy. Okay. Thề luôn chưa kịp dùng cái cây gậy là ngất luôn rồi ba tao chứ. Là bà chưa ngất đâu, đừng có lừa. Em bảo em ngất mà. À. Chưa kịp dùng cây gậy là mình đã ngất rồi. Thanh niên có cái súng móc ấy, kìa ở nhà Zeno kìa. Rồi đập giường Zeno kìa. Rồi xong luôn. Goodbye, see you again. Zeno à. Rồi. Đi vô thôi kìa. Rồi xong luôn. Goodbye. Thanh niên đi lên trên cao này. À, mình mới thấy thanh niên banh này này. Rồi. Kìa, thanh niên chạy sang và bảo vệ nhà kìa. Rồi. Rồi xong. Hay quá. Hay. Bờ lóc hồng này tính núp à. Bờ lóc hồng tính gì vậy ơi. Tính gì vậy núp à. Ây à, thằng sau nữa. Đúng rồi. Hay núp ơi. Hay con khỉ. Ủa đâu rồi. No.
No, cay. Ok. Con núp. Còn thanh niên núp với thanh niên kia nữa anh em ạ. Lộn nha, thanh niên Geno anh em ạ. Cố lên. Núp dụng ra, núp dụng ra đâu xem nào. Chưa, thanh niên chưa dụng. Đi đi. Ui, bắt lóc khó này. Ôi, đi lên bằng lóc này các bạn. Ok. Đi bằng này cho lẹ. Ôi, sao mà thấy có bà lóc này, bye bye nha. Lên hồ bay à, ok. À đây rồi, con rơi này. Ui nhảy nhanh đấy nha. Thanh niên nhảy nhanh quá bạn ơi. Phải nhanh chứ. Ui sợ thế. Ta là một ma, ta phải nhanh tay chứ. Ui Né bơm bạn ơi. Ui bơm căng thẳng quá. Ai Đi này. Ây dụ. Ui dồi ôi. Thanh niên yếu máu rồi đúng rồi. Đấm đi. Đây đang quăng bom liên tục đây. Ok. Ngày hôm nay là chúng ta không có giáp bạn ra là rất là dễ rồi, gọi là ngủm anh em ạ. Đấm vài phát là ngất luôn. Sẽ đi theo phù hộ Khang. Thôi bác ơi, đi nhìn như ma thời thanh niên đi xuyên block kìa. Ghê quá. Thôi. Thôi ta. À đây. Đây à. Rồi đây. Ui ôi. Nhìn ném ghê nhờ, thanh niên này ném đâu chuẩn đó anh em ạ. Ui ôi. Rồi luôn thanh niên nút ném sao đi Geno bay khỏi server luôn rồi. Rồi xong CU again luôn bạn. Rồi Geno bị mất tiền rồi. Rồi xong tới công chuyện hả bạn. Nút ném một cái sập tiền rồi, sập tiền rồi. Mình không có bơm bạn. Còn nút mấy cái. Đúng rồi. Né đây skill né đây. Né con khí này. Đây né lại trời ơi. Nè ui ôi thề thanh niên lại dùng cái kia các bạn. Đỡ mình không có cái móc. Ôi, thanh niên kia chết rồi à? Đúng rồi, anh niên ngất rồi. Này, kết liễu này. Ngất đi, ngất này. Ôi, no. Ồ, chết rồi, hay quá. Ồ, chết rồi, hay quá vậy. Ok, chết rồi, hay quá, anh em thề luôn. Chết rồi, ta buồn, ta rất là buồn mà. Còn anh niên này chết rồi, hay quá, anh em. Rồi luôn, anh niên nút ném kêu gì, anh niên Geno buồn quá, bay khỏi cái server luôn. Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, cái map của tôi. Rồi, xong rồi, banh tập long luôn, rồi. Block thì tùm lum block của bạn nhìn nó gọi là hơi choáng xíu các bạn. Đấy thì ok. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta gọi là chơi gọi là bet world trốn tiệm này thôi các bạn. Đấy thì gọi là thanh niên Geno thì thanh niên cũng mất vừa các bạn, nên là out khỏi server coi như là đi luôn nha anh em. Đấy thì ok. Thì đã biết hết rồi. Thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ mới từ kênh YouTube mọi người. Và nếu các bạn gọi là muốn mình có gì gọi là những cái bet world nào lạ nữa, đừng quên là comment dưới mình biết nha. Ok, cảm ơn giờ tí. Hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.